Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Top 15 loại nông sản của Việt Nam được thế giới ưa chuộng. Ở mỗi vùng miền khác nhau của Việt Nam lại có những loại nông sản mang thế mạnh riêng của mình, không chỉ đem lại nguồn thu cho người nông dân mà còn là điểm mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bởi các đặc trưng hàng nông sản nổi tiếng ở địa phương luôn trở thành một mặt hàng được mua nhiều nhất để làm quà tặng khi đi du lịch. Quý vị cùng đón xem video này để xem địa phương mình có trong danh sách này không nhé. Quý vị đừng quên chia sẻ video này để mọi người cùng biết tới sản phẩm đó và góp phần quảng bá thương hiệu cho chính quê hương mình. Hãy cùng tìm hiểu qua các loại nông sản đã lọt top 15 nông sản nổi tiếng Việt Nam được thế giới ưa chuộng. Thứ nhất là tỏi Lý Sơn. Ở Quảng Ngãi, Lý Sơn là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Tỏi Lý Sơn là loại tỏi quý được trồng nhiều ở đảo này vì điều kiện đặc điểm thổ nhưỡng thuận lợi cùng kinh nghiệm lâu đời của bà con đã tạo ra hương vị riêng đặc biệt cho loại đặc sản này. Trước đây, Lý Sơn được hình thành bởi sự bồi đắp của cát biển, đá san hô và hoạt động của núi lửa. Với lợi thế này, người dân đã sử dụng chính loại đất đỏ của núi lửa pha trộn với cát mịn ven biển mang đi gieo trồng tỏi. Nhờ những giá trị có sẵn trong các loại đất trồng nên người dân không sử dụng đến bất kỳ loại phân bón hay thuốc bảo vệ nào để tỏi giữ được mùi vị thơm và chuẩn nhất. Thứ hai là xoài cát Hòa Lộc của tỉnh Tiền Giang. Xoài cát Hòa Lộc là loại quả đặc sản nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giống xoài cát Hòa Lộc được trồng đầu tiên năm 1930 do được một người tá điền tên là Ấp Lời trồng đầu tiên tại xã Hòa Lộc, quận Giáo Đức, tỉnh Định Tường, nay thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xoài cát Hòa Lộc khi chín cho mùi thơm đậm đà và bay xa, đứng cách xa chừng vài mét cũng ngửi thấy mùi thơm. Khi ăn xoài cát Hòa Lộc, người ta cảm nhận như có những hạt đường cát ngọt ngào, thơm tho trong miệng. Thương hiệu xoài cát Hòa Lộc hiện nay không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn đang vươn ra thế giới, xuất khẩu sang một số thị trường khó tính nhất. Thứ ba là quế Trà Bồng, Quảng Ngãi. Từ bao đời nay, cây quế gắn bó máu thịt với đời sống đồng bào dân tộc Cò ở huyện miền núi Trà Bồng. Sản phẩm quế Trà Bồng từ lâu rất nổi tiếng trên thị trường cả nước và xuất khẩu ra thế giới. Cây quế Trà Bồng có lượng tinh dầu cao và mùi thơm đặc trưng. Các tài liệu khoa học chứng minh giá trị y học rất cao của quế Trà Bồng. Quế sử dụng làm gia vị, hương liệu hoặc chiết xuất để lấy tinh dầu, dùng trong nhiều bài thuốc đông y, đặc biệt có thể sử dụng cả vỏ quế, gỗ quế và lá quế làm nên các sản phẩm thị trường ưa chuộng như đồ mỹ nghệ, bình, chén, hộp đựng trà, đựng tăm. Nhang quế hương thơm dịu nhẹ. Thứ tư là nhãn lồng Hưng Yên. Nhãn lồng từ lâu đã được biết đến là một sản vật nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Không những thế, nó đã trở thành một thương hiệu độc quyền mang nét đặc trưng, là hơi thở, là niềm tự hào của đất và người nơi đây. Mùa tháng 7, tháng 8 đang là mùa nhãn chín rộ. Đến Hưng Yên vào mùa này, đi trên đường ai cũng có thể chạm tay vào những chùm nhãn bóng mịn, nặng trĩu. Hưng Yên như một vương quốc nhãn lồng với hàng ngàn cây trĩu quả. Những cây nhãn chín rộ nhuộm vàng một góc trời. Dòng người tấp nập đổ về mua nhãn lồng đông đúc, chật kín. Từng trái nhãn, vị nhãn đều đậm đà một hương vị khó quên, không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi đâu. Nhãn lồng Hưng Yên quả to tròn, vỏ có màu vàng nâu nhạt, cùi dày, ráo nước. Bóc một lớp vỏ mỏng láng, để lộ lớp cùi nhãn dày trắng ngà, đưa vào miệng đếm thử có vị ngọt thơm, giòn dai. Bên trong là hạt nhỏ màu đen láy. Mùi hương cũng đặc trưng, đó không phải là một mùi hương thơm nức mũi mà nhẹ nhàng, tinh khiết và dịu mát. Thứ năm là vú sữa Lò Rèn, tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang là vùng đất trái ngọt cây lành, phù sa màu mỡ, phì nhiêu, thích hợp cho nhiều loại cây ăn quả, trong đó có vú sữa. Hiếm có nơi nào trồng vú sữa cho năng suất, sản lượng cao và chất lượng trái tốt, nổi tiếng như ở các xã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý trái vú sữa Lò Rèn, Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang. Vú sữa Lò Rèn cho trái thơm, vỏ mỏng,
nhỏ hột, dày cùi, nước chín, quả phơn phớt màu hồng, phảng thơm, mát dịu, ngọt thanh. Vú sữa Lò Rèn đã trở thành thương hiệu độc quyền của tỉnh Tiền Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Vú sữa cho quả quanh năm sau khi cây đạt từ 7 năm tuổi trở lên. Hàng năm, mùa vú sữa thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. Vào khoảng tháng 11 âm lịch, vú sữa mới bắt đầu chín đồng loạt. Thứ 6 là vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang. Vải thiều được trồng trên đất Lục Ngạn có màu đỏ tươi, nhiều mùi, hạt nhỏ, ngọt sắc hơn những vùng cây khác. Cây vải cũng đem lại giá trị kinh tế rất cao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Những quả vải tươi ngon được khắp nơi trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Không chỉ thế, bà con nông dân còn chế biến vải sấy khô có giá trị rất cao. Vải sấy khô vừa để mọi người ưa thích vải thưởng thức quanh năm, vừa làm vị thuốc rất tốt cho sức khỏe con người. Vài năm gần đây, các nhà kinh doanh còn dùng vải để chế biến thành nhiều sản phẩm khác như vải tươi đóng hộp, nước vải để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mùa vải chín là lúc mà hình ảnh Lục Ngạn đẹp nhất, đặc trưng nhất. Thứ 7 là nho Phan Rang. Ninh Thuận là một trong những vùng đất đầy nắng và gió. Chính cái khí hậu khắc nghiệt đó đã giúp Phan Rang trở thành vùng đất của xứ sở nho. Với vị ngọt hơi chua nhẹ, vỏ mỏng và có hạt nên khi thưởng thức chắc chắn sẽ nhớ mãi. Có nhiều giống khác nhau nhưng trong đó có hai loại nổi tiếng là nho đỏ và nho xanh. Nho đỏ có dạng hình cầu, khi chín vỏ có màu đỏ hoặc đỏ thẫm trông rất đẹp mắt. Nho xanh có vỏ dày hơn nho đỏ, khi chín quả ngả sang màu xanh phơn phớt vàng. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm được chế biến từ nho như rượu nho, mật nho, nho khô, rất tiện dụng và có giá trị dinh dưỡng cao. Thứ 8 là chanh dây Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Chanh dây Đà Lạt là một loại dây leo. Khi trái chín có màu tím thẫm và có mùi thơm dịu, vỏ ngoài hơi sần sùi, bên trong có nhiều hột và có củi màu vàng, vị mát. Cùng với sự hài hòa về cả khí hậu lẫn đất đai, ở Đà Lạt chanh dây như tìm được miền đất hứa cho mình. Nó sinh trưởng và phát triển dưới sự chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ của những người nông dân giản dị nơi đây. Không phụ lòng người, cây luôn cho sản lượng và chất lượng tốt nhất. Người dân Đà Lạt đã mở các xưởng chế biến nước cốt chanh dây để phục vụ du khách thập phương cũng như đưa sản phẩm ra thị trường trong nước. Người tiêu thụ cũng như khách du lịch thích thú với nước uống mới lạ này. Thứ 9 là cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Bất kỳ ai khi đã một lần nhấp thử cà phê Buôn Ma Thuột thì sẽ chẳng thể nào quên được hương vị thơm ngon đậm nồng. Chính đất đỏ Ba Gian, độ cao phù hợp, hòa điệu với nắng gió Tây Nguyên đã tạo ra sự đặc trưng riêng của cà phê Buôn Ma Thuột. Đến với Buôn Mê là đến với những vườn cà phê xanh ngút ngàn trải dài đến tận chân trời. Do đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng, cà phê trồng ở Buôn Mê Thuột được đánh giá là một trong những loại cà phê ngon nhất trên thế giới. Vào mùa thu hoạch, những quả cà phê chín đỏ nặng trĩu đầu cành. Có gì thú vị hơn, trong cái lạnh se se của Tây Nguyên được thưởng thức hương vị cà phê đậm đà. Thứ 10, hồ tiêu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Được mệnh danh là Vương quốc hồ tiêu, hải đảo Phú Quốc được xem là vườn tiêu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hồ tiêu Phú Quốc được xem như là một đặc sản địa phương và là món quà rất độc đáo với du khách đến với Phú Quốc. Hồ tiêu Phú Quốc nổi tiếng cay nồng, có vị thơm đậm hơn hồ tiêu trồng ở xứ khác. Trên đường từ Dương Đông đến Gành Đầu thì hai bên đường bạn sẽ thấy những vườn tiêu mướt mắt. Khu vực trồng tiêu nhiều nhất là khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía Bắc. Bước chân vào vườn tiêu Phú Quốc, du khách sẽ không khỏi trầm trồ khi ngắm nhìn những chùm tiêu chín đỏ trên cây. Tiêu ra trái từng chùm và được hái xuống đựng trong những cầm xe lớn, đổ ra phơi khô dưới nắng. Trái tiêu có màu đỏ ối đổ sang màu đen đậm. Tiêu được phơi ít nhất 10 hôm rồi mới sàng sẩy cho sạch mùi. Những vùng trồng tiêu nhiều nhất là Gành Gió, ấp Suối Đá, ấp Suối Mây và khu Tượng. 11 là bưởi da xanh Bến Tre. Bưởi da xanh có dạng hình cầu, nặng trung bình từ 1,2 đến 2,5 kg trên trái. Khi chín, vỏ có màu xanh đến xanh hơi vàng, dễ lột và khá mỏng. Tép bưởi màu hồng đỏ, bó chặt dễ tách khỏi vách múi. Nước quả khá, vị ngọt, không chua, mùi thơm, không hạt đến khá nhiều hạt, tỷ lệ thịt đạt trên 55%. Ở Bến Tre, bưởi da xanh được trồng khá phổ biến
với diện tích là 3.284 hecta. Và cũng như các loại trái cây đặc sản khác, được phân bố ở khắp các vùng nước ngọt, lợ, trong đó 32,26% diện tích bưởi cho trái với năng suất từ 9 đến 14 tấn trên 1 hecta. Bưởi da xanh là loại cây ăn trái rất khó tính, đòi hỏi người trồng phải biết cách trồng và chăm sóc phải kỹ lưỡng, chịu khó chăm chút từng ly từng tí, thì sản lượng thu hoạch mới cao và cây mới sống được lâu. 12. Là trà Tân Cương Thái Nguyên. Nhắc đến Thái Nguyên, người ta nhớ đến trà, người ta nhớ đến trà Thái là nhớ đến hương vị chan chát, hậu ngọt, đặc trưng hòa quyện cùng với hương cốm non, khi nồng nàn, khi thoang thoảng. Là nhớ đến màu nước vàng xanh, sóng sánh, say mê lòng người. Người ta đánh giá cao trà Tân Cương ở màu nước, cánh trà và hậu vị đượm ngọt. Nếu như cánh trà ở các vùng khác bồm, nhiều lá già và không bện chặt thì cánh trà Tân Cương lại cực kỳ săn chắc, ít bồm, màu xanh hơi mốc đặc trưng. Sự khác biệt của trà Tân Cương càng thể hiện rõ nét hơn thông qua việc pha trà. Không đỏ trà như một số loại trà khác, trà Tân Cương có màu vàng hơi ngả sang xanh, lúc mới pha, đưa ngang mũi, có mùi thơm của hương cốm hay mùi của bắp non đặc trưng. Người thưởng trà nếu đã bị chinh phục bởi hình dáng của cánh trà và màu nước thì quyết định thử trà hẳn sẽ bị lôi cuốn hoàn toàn bởi hương vị của nó. Vẫn mang vị chát đặc trưng của dòng trà Mạn, nhưng không phải chát xít mà là chát dịu. Sau khi thưởng thức, vị chát ngay lập tức bị đẩy lùi, được thay thế bởi vị ngọt tinh tế. Có uống bao nhiêu nước lọc ngay sau đó đi chăng nữa, thì vị ngọt vẫn được giữ ở trong cổ họng. 13. Là hoa tươi Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhắc đến Đà Lạt là nhắc đến vương quốc của các loài hoa. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái, ban tặng khí hậu tuyệt vời để các loài hoa có thể đua nhau khoe sắc. Hẳn khi suy nghĩ nên mua gì khi đi Đà Lạt thì chắc chắn rằng những đóa hoa tươi tắn sẽ là câu trả lời đầu tiên trong đầu của những du khách. Mỗi loài hoa ở Đà Lạt chính bản thân mang một câu chuyện ý nghĩa và khác nhau. Mỗi chút e ấp dành cho nàng mới quen, chút rực rỡ cho những ngày đầu yêu say đắm, chút nhớ nhung bởi chuyến đi xa. 14. Là hạt dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng. Hạt dẻ theo chân đồng bào dân tộc ra chợ hay lên đường về xuôi như một thứ quà độc đáo của núi rừng Cao Bằng. Quả dẻ nhiều gai xù xì như chôm chôm, mỗi quả chứa từ 3 đến 4 hạt. Khoảng cuối thu đầu đông, tháng 10, tháng 11 là quả dẻ chín rụng đầy mặt đất, khi ấy hạt mới đủ độ ngọt bùi. Gai hạt dẻ sắc nên phải gắp bằng que. Hạt dẻ rang là món ăn vặt thú vị khi trời se lạnh. Thường người ta dùng cát để rang sẽ làm hạt chín đều và không bị cháy. Rang hạt dẻ cần có kinh nghiệm, phải biết nhìn màu, độ nảy, mùi thơm và nghe tiếng kêu khi chín để dừng lửa đúng lúc. Hạt dẻ Trùng Khánh thưởng thức một lần thì nhớ mãi và muốn mua về làm quà. Và cuối cùng là chè San Tuyết Hà Giang. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho mảnh đất Hà Giang bầu khí hậu mát mẻ cùng với nguồn nước sạch dồi dào, phù hợp để phát triển giống chè đặc sản San Tuyết. Hiếm có nơi nào mà những cây chè cổ thụ lại to lớn như ở Hà Giang. Thân cây lớn đến nỗi một vòng tay người lớn ôm cũng không xuể. Trên thân cành phủ một lớp địa y trắng mốc, cành cây vươn dài, vững chãi và chắc chắn. Dù có cả chục người trèo lên cây để hái chè cũng không lo bị gãy. Nước chè có màu xanh, lại vàng óng, hương lan tỏa nhẹ nhàng, vị đậm đà, lúc đầu thì chát, sau thành vị ngọt. Nhấp một chén trà đưa lên miệng sẽ cảm nhận được hương thơm dịu dịu, rồi đến với vị hơi đắng hơi đầu lưỡi. Nhưng vị ngọt thanh sau đó sẽ lan tỏa khắp khoảng miệng. Và trên đây là 15 loại nông sản nổi tiếng Việt Nam được thế giới ưa chuộng. Nếu thấy hay, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này để mọi người cùng biết đến những đặc sản trên. Và cũng là một cách để quảng bá thêm thương hiệu của địa phương mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của nonglam.net.